anh em nhá. Em có đôi B3HF12125 mã, hàng siêu đẹp, hàng dùng lướt, hàng người mẫu, hàng tuyển cho anh em. Thì anh em có thể nhìn thấy ở đây nó gần rất là mới, và cái đôi này thì có cái date rất là mới 2019. Em đang đoán là do cái tình hình dịch Covid-19 được vừa rồi thì bên Trung Quốc rất là nhiều sàn phá sản. Thì hiện tại có rất là nhiều những cái đẹp và mới. Đối với sản phẩm này thì vẫn sử dụng bát Ermenica với cái model là Delta Pro 12, không giống như đôi BN. Đôi BN của bên em thì được sử dụng là Kappa Pro, to hơn, công suất khỏe hơn. Vẫn sử dụng chép BNC. Đây, một trong những dòng chép BNC đây. Thì sản phẩm này đẹp như hình mới, chất đâm không phải test, đã được khẳng định rồi. Và nó đang có một cái date khá là mới 2019. Phân tần B3 đây. Và bát thì đương nhiên là đẹp rồi. Ở trên này rất mới nhá. Đấy, anh em thấy không? Hàng bao zin nhá, bao zin bao đẹp. Nhện nhiếc cũng đẹp cho anh em. Cái máy quay này dí gần nam châm, nó giật cứ như này. Đấy. Thì cái giá em cũng báo luôn với anh em là hiện tại sản phẩm này là sản phẩm chính hãng. Và hàng đẹp, zin và đẹp như này thì bên em đang có hai cái loại giá. Một loại giá là 14.500.000, bên em bao ship toàn quốc. Và một cái giá là 15.000.000. 15.000.000 này thì bên em bảo hành cho anh em 1 năm. Đó, bên em bảo hành cái bát này 1 năm. Trong những cái trường hợp không may có sự cố lỗi lầm gì xảy ra, hay có bất kể một cái gì, thì hoàn toàn được thay thế phụ kiện chính hãng. Anh em lưu ý, thay thế phụ kiện chính hãng, không phải hàng ngoài. Đó, vì như anh em cũng biết là em đã có một cái lô sản phẩm màng bát của cái này về, thì anh em có thể chọn bất kỳ một loại giá nào. Anh em thích bảo hành thì chúng ta bỏ thêm vài trăm nghìn ra để chúng ta bảo hành. Còn nếu không thì hàng này bên em chỉ là bao test, bao zin, bao nguyên bản và bao đẹp như ở hình anh em đang nhìn thấy ở đây. Trên thực tế thì nếu anh em dùng, biết dùng và cái sự cố thì gần như không bao giờ có. Chỉ có điều là không ai biết đâu cái sản phẩm đẩy, cái chức men công suất của chúng ta nó bị lỗi, thì gây nên cái hiện tượng làm cháy loa, thì bên em vẫn nhận bảo hành cho anh em. Cứ biết là cháy bát là bên em bảo hành. Đó, còn thực sự ra mà loa chép đối với dòng này thì lại gần như không bao giờ sợ. Có phân tần chống cháy kia rồi. Nhưng mà tuy nhiên là trong những cái trường hợp mà không may nó bị lỗi loa chép, bên em cũng vẫn hỗ trợ bảo hành cho anh em. Và sản phẩm này là B3HF12125 la mã. Đó, anh em nhìn thấy hình ở đây. Đẹp thì củ bát củ chép đẹp, thùng thiếc thì cũng rất là ngon nghèo ok. Vì nó cái date của nó rất là mới mà. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0345 265 808.